À, dạ thì có anh Khánh Phiêu á có gửi cho bà ngoại một phần quà. Thì một phần quà thì cái này là 20 kg gạo. 20 kg gạo là 250. Cái này hồi nãy là 200 nữa. Là một cái phần quà này là 450. Cái này có bột ngọt, đường, dầu, nước tương. Với tính có mua cho bà ngoại cái bánh trung thu. Sắp Tết trung thu rồi. Thì gửi cho bà ngoại. Dạ. À có anh Khánh Khiêu á, anh gửi cho bà ngoại một phần quà. Anh nhờ con đem ra cho bà ngoại. Ha. Một phần quà này là 450.000. Dạ, 20 ký gạo với trong này thì có ký đường. À bịch bột ngọt với chai dầu ăn lít với chai nước tương với con có mua cho ngoại thêm cái bánh ơi, trung thu nè, sắp tới Tết trung thu rồi. Dạ. Dạ. Bánh trung thu quá ngon. Cảm ơn nha con. Dạ. Dì nói gửi lời nha. Dạ. Dì nói gửi lời cảm ơn anh. Dạ. Bữa nay bà có đi bán không? Có, mới hái rồi. Mai vô bán. Dạ. Bán kiếm hàng ngày con. Dạ. Dạ. Thôi bà nghỉ khỏe con về nha. Sao bà té hả? Con coi coi. Té. Bà đi đâu mà té? Dạ, đi hết rào té. Thôi bà nghỉ khỏe nha con về nha bà. Cảm ơn con. Dạ dạ. Dạ. Dạ xin chào bà con cô bác đến với kênh Tấn Thái Trị của em nha. Thì có anh Khánh Phiêu ở bên Hà Lan có gửi cho Minh Tấn là 3 triệu. Nhờ Minh Tấn đi mua những cái phần bánh trung thu để phát cho những em nhỏ ở quê của Minh Tấn. Thì anh Khánh Phiêu có nhờ Minh Tấn là mua một phần quà gửi cho bà ngoại 91 tuổi. Thì hôm qua em cũng có mua cho bà ngoại một phần quà. Thì dự định là cho bà ngoại một phần quà 300. Nhưng mà tại ngay cái đợt Tết Trung Thu á, em thấy bà ngoại nên em có mua cho bà ngoại thêm một cái bánh. Với đường bột ngọt là phần quà của bà ngoại là 450.000. Thì cái bánh này á, thì lúc đầu á, thì em tính đặt 20.000 một cái. Nhưng em thấy 20.000 nó không ngon. Anh em mới đặt là cái này là 30.000, cái này là nhân thập cẩm ha. Thì em có lấy một cái em ăn rồi, nó rất là ngon. Tại vì trước khi mình cho mình phải thử cái nó như thế nào mình mới dám cho ha. Thì em đặt 100 cái. Thì 100 cái này thì nó 3 triệu. Thì tiền của anh Khánh Phiêu á, là còn 2 triệu 550 ngàn ha. Còn bao nhiêu á, thì thiếu bao nhiêu thì có má Thuận á. Má Thuận phụ vô luôn á, cho nó đủ số tiền của cái bánh để đi cho các em nhỏ. Tại thường thường ở quê của Tuấn thì mỗi năm á, khi mà Tết Trung Thu á, thì nhà trường á, địa phương đều có đi xin để cho mấy cái mua bánh cho mấy các em nhỏ để cho nó có một cái Tết Trung Thu ấm cúng đó mà, như cho một đứa một cái bánh vậy đó. Nhưng năm nay tại vì dịch á, dịch quá trời nên là người ta không có làm, không có xin, người ta không có cho. Với ngặt có cái là bây giờ học sinh nó bị nghỉ học đó. Thì Tấn thấy vậy nên có anh Khánh Phiêu ủng hộ thì em sẽ đi cho. Thì hôm nay là ngày 13, thì thường thường là 14 cho ha, để cho các em nhỏ để có cái 15 á, là đúng Tết Trung Thu cũng có ăn á. Thì em làm cái video này để quay cho bà con các bác xem. Thì ngày mai 14 thì em sẽ đi cho. Thì trước tiên thì em sẽ thay mặt cái em nhỏ ở địa phương của em cảm ơn anh Khánh Phiêu và má Thuận ha, đã ủng hộ những cái phần quà rất là ý nghĩa. Dạ, 100 cái này thì cho thì nó cũng không đủ đâu giờ đâu, nhưng mà có bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu, thì ai không có thì hẹn năm sau.
Tại vì nếu mà năm sau thì có một con của bác Mạnh Thường Quân ủng hộ thì sẽ cho nhiều hơn ha. Tại vì Tuấn chỉ làm cái cầu nối chứ mà khả năng thì Tuấn cũng không có khả năng ha. Thì anh Khánh Phiêu với má Thuận ủng hộ bao nhiêu đây thì mừng bao nhiêu đi. Bà con bác nhớ xem cái video em đi cho quà bánh trung thu nha. Thì hôm nay em đăng cái video này để cho con của bác biết. Bánh rất là ngon luôn. Hai thùng, một thùng là một thùng 50 cái. Một thùng 50 cái. Một trên hai trứng. Trong cái bánh này thì nó có nửa trứng này nè. Cái này là em thập cẩm không à. Tại vì thập cẩm nó ngon hơn, nó dễ ăn hơn. Vậy rồi kết thúc video, xin cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại bà con cô bác vào cái video sau. Dạ. Xin chào và tạm biệt.